Hợp tác xã Rèn Thanh niên Xã Lý Nhân, thương hiệu Đô Lý Nhân. Em xin kính chào các bác. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho các bác những cái sản phẩm đạt giải sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023, giải thưởng cấp tỉnh cũng như là cấp khu vực. Bên em cũng có những xin phép giới thiệu các bạn. Hôm nay thì là bên em vừa được nhận cái giải thưởng cấp quốc gia, cho nên bên em sẽ lên những video vừa là giới thiệu cũng như là giảm giá cho các bác một chút để các bác mua được cái sản phẩm chất lượng cao. Đây là cái bằng chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Bên em vừa nhận được vào ngày 15 tháng 12 dương lịch. Đây là cái cúp của bọn em ạ. Đấy, biểu tượng sản phẩm công nghiệp thôn tiêu biểu ạ. Đấy, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi cũng như là mua sản phẩm bên em từ nhiều năm nay. Đúng không? Thì cũng rất là vinh dự năm 2023 này bên em đã đạt sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia. Đấy, đó là một cái vinh hạnh rất là lớn, cũng là động lực rất lớn để bên em sẽ đưa ra thị trường những cái sản phẩm mẫu mã mới, chất lượng ngày càng được nâng cao và cái giá thành thì lúc nào cũng rất là hợp lý cho tất cả các bác. Đấy, về bên em có cả những cái mẫu dao rất là cao cấp để các bác quán ăn nhà hàng thích những mẫu loại cực xịn thì bên em sẽ đều có nhận đặt riêng các bác nhé. Đấy, đầu tiên bên em sẽ giới thiệu cho bác luôn và nhanh cái sản phẩm. Đấy, đầu tiên là bên em sẽ giới thiệu là cái mẫu con dao chặt gà vịt ngang. Đấy, những cái mẫu mới này bên em sẽ khắc logo. Đấy, khắc logo cái thương hiệu là, bởi vì em tên là Đô cho nên em ở xã Lý Nhân, em lấy cái thương hiệu là Đô LN. Và đây là cái số điện thoại các bác mua hàng bên em nhé. Đấy, tất cả các bác mua hàng bên em thì hãy liên hệ trực tiếp với số này, còn những số điện thoại khác thì là không phải của bên em các bác nhé. Đấy, đây các bác lưu ý. Đây là mẫu dao chặt gà vịt ngan, con này nặng khoảng 650 gram. Đấy, kích thước em làm lưỡi dài khoảng tầm 22 cm, 22, rộng khoảng hơn 9 cm, và độ dày là khoảng gần 4 ly các bác nhé. Đấy, con này thì là bản nó to này. Đấy, các bác dùng quán ăn nhà hàng hoặc các bác dùng gia đình cần những con dao bản to một chút thì các bác dùng con này ok. Đấy, các bác nhìn cái thiết kế đúng không? Rồi, của cái hình dáng con dao như là cái cán dao thì được bên em cũng nghiên cứu tỉ mỉ đúng không? Để làm sao để mình có được cái tối ưu nhất cho người sử dụng cũng như là cái hình thức nó được đẹp đúng không ạ? Đấy, cái cán này bọn em cũng phải mài uốn lượn này, nó khá kỳ công, cũng như là mài 6 cạnh như này để giảm độ trơn trượt. Đấy, các bác cầm này thì không cho tụt tay vì cái đằng sau nó sẽ to và nó móc ra như thế này. Và cái phần vát cổ thì bên em cũng hơi vát một chút xíu này. Đấy, bác khi nào bác nào mà cầm sát cổ bác chặt thì nó cũng sẽ êm tay hơn. Đấy là cái giới thiệu qua chút. Đấy, cái mẫu dao này thì bên em đang bán là 350k, chuyên chặt gà vịt ngang, là chất liệu là thép trắng không gỉ các bác nhé. Trong cái chương trình Sa Lê nhân cái giải thưởng tiêu biểu cấp quốc gia của bên em thì bên em sẽ giảm giá cho các bác là còn 300k. Đấy, cái mẫu chuyên chặt gà vịt ngan bản to các bác nhé. Đấy, và cái mẫu thứ hai là cái mẫu bản vừa. Đấy, bản này thì nó nhỏ hơn một chút. Đấy, các bác mà không thích cái dao bản to ấy thì bác dùng bản vừa này. Cũng như bọn em bán thì cái mẫu bản nhỏ vừa này sẽ bán được nhiều hơn rất là nhiều so với những cái dao bản lớn. Vì em thấy là cái sở thích của Việt Nam mình, các bác dùng cái dao bản vừa này là hợp lý hơn. Đấy, cái từ kiểu dáng thì thiết kế cái cán cũng được, đã được bọn em tối ưu rất là nhiều. Đấy, con này thì lưỡi dài khoảng tầm 24 cơ, nó rộng khoảng hơn 8 cm, khoảng 8 cm thôi, nó nhỏ hơn con kia hơn 9, con này nó khoảng tầm 8, gần 8 nha các bác nhá, gần 8, và độ nặng nó khoảng tầm 550 gram. Đấy, nó nhẹ hơn. Đấy, nhưng mà cái lực chặt của các bác thì rất là ok. Mẫu này thì nó rẻ hơn mẫu kia một chút. Đấy, 330 thì bên em sẽ sale cho bác là còn 280. 280 cái mẫu này các bác nhé. Đấy, chuyên chặt gà vịt gan. Đấy, mẫu này thì cực kỳ tuyệt đỉnh luôn. Đấy, bên em sẽ luôn luôn là sẽ nâng cấp, cải tiến mẫu mã. Đấy, cam kết cho các bác để các bác có cái sản phẩm ngày càng chất lượng cao, nhưng giá thành lại luôn luôn được một cái giá cực kỳ hấp dẫn các bác nhé.
Những mẫu này không dỉ nên các bác dùng trong gia đình thì rất là thích. Đấy, và bên em còn đây là cây dao chặt này. Mẫu này thì là mẫu chặt, mẫu này thì là mẫu mẫu chặt. Bên em làm theo cái dáng dao của Nhật, gọi là cái mẫu dao đề ba. Đấy, đây các bác nhìn này, nó là mẫu dao đề ba. Đấy, cái phần mũi dao nó sẽ vát nhọn. Đấy, phần lưỡi dao thì bên em vẫn là mài cân hai bên. Đấy, cái phần cán dao cũng được bên em thiết kế khá tối ưu. Các bác cầm nó rất là thoải mái, không bị cảm giác cấn và trơn trượt. Đấy, con này thì nó sẽ mỏng hơn khoảng tầm cũng khoảng trên 3 ly. Lưỡi dài 20, rộng khoảng 6 hoặc hơn 6 một chút. Đấy, con này thì các bác có thể là vừa kết hợp chặt gà và lại vừa kết hợp thái. Mẫu này là băm chặt đấy, mẫu này rất là tiện lợi. Đấy, các bác nhìn cái mẫu này, nếu các bác bên em cũng bắt chước theo cái mẫu dao của Nhật đấy, nhưng mà cái kích thước thì bên em sẽ cũng cải tiến hơn để cho phù hợp với người Việt Nam mình hơn. Đấy, con này cũng là 280 các bác nhá. Đấy, đó là mẫu dao, ba cái mẫu dao chặt băm chặt rất là tiện dụng trong gia đình. Đấy. Còn tiếp theo các mẫu dao chặt đó là cái mẫu dao dao thái. Dao thái thì bên em có ba mẫu này. Mẫu dao này, đấy, đầu tiên là cái cây dao thái này nó có cái lỗ ở đầu. Đấy, thì mẫu này bên em sẽ thiết kế nó dài các bác. Đấy, nhưng con này thì lưỡi dao này, lưỡi dao nó dài từ 22 đến 23 cm và cái chiều rộng của lưỡi dao là nó khoảng 6 cm. Đấy. Từ cái cán dao thì bên em vẫn là thiết kế 6 cạnh lục giác và nó có cái đường uốn lượn để các bác cầm nó sẽ chuẩn tay hơn, chắc tay hơn. Các bạn nó không bị trơn trượt. Đấy là một cái cải tiến của em cũng đã nghiên cứu khá nhiều. Đấy, còn độ hoàn thiện sản phẩm thì bên em cũng sẽ ngày càng cao hơn các bạn. Độ nét, độ hoàn thiện cũng như là cái chất thép bên em luôn luôn tuyển chọn. Mẫu này thì độ mỏng nó chỉ khoảng dưới 2 ly các bác nhé, dưới 2 ly. Đấy, thì nó rất là mỏng và cái phần lưỡi này các bác nhìn này, phần lưỡi này cực mỏng luôn. Thế nên độ mỏng rất là cao thì các bác thì khi mình sản xuất lưỡi ra mà càng mỏng nó càng khó quá. Đấy, các bác dùng loại này thì rất là thích luôn. Đấy, mẫu này thì nó sẽ dài hơn. Còn cái mẫu này thì bên em lại làm theo kiểu mẫu cũng là bắt chước kiểu mẫu dao Nakiri của Nhật đấy các bác. Lưỡi dài 20, rộng khoảng gần 6 cm. Đấy, mẫu này bên em làm theo cái mẫu dao Nakiri. Đấy, cái này thì mẫu này thì các bác dùng thái rất là thích. Đấy, thì bọn em cũng đã tìm hiểu và nghiên cứu về cái mẫu dao, cái phần mũi nó tròn và nó hơi vếch lên này. Đúng không? Khi các bác thái thì nó không bao giờ bị cắm cái mũi dao xuống phần thớt. Đấy, còn cái phần lưỡi dao thì vẫn có cái độ bầu nhất định để các bác thái nó rất là dễ. Đấy, mẫu Nakiri. Đấy, tất cả những sản phẩm bên em thì sẽ đều luôn luôn hôm nay bên em sẽ đều giảm giá cho các bác rất là nhiều. Đấy, con dao như con dao chặt bên em sẽ giảm giá cho các bác là 50k một con nữa. Đấy. Và đây là hai cái mẫu dao thái tiếp theo, cái mẫu dao Santoku. Đấy, mẫu này bên em là xuống đầu nó sẽ vọ tròn, nó không nhọn quá như cái mẫu dao đời ba. Đấy, mẫu này lưỡi dài cũng 20, rộng 6 các bạn. Đấy, cái thương hiệu bên em vẫn là cái khắc chữ DLN. Đấy, cái thương hiệu bên em là DLN và cái sản phẩm bên em là có cái số điện thoại các bạn. Đấy. Đấy, bên em có cái số điện thoại, bên em khắc laser các bác nhé, khắc laser là nó chìm ở đây luôn. Đấy, bất cứ có vấn đề gì các bác cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của bên em 0972 304 183, và bên em có Zalo. Mẫu này thì bên em cũng cải tiến hơn, đó là lưỡi dài 20, rộng 6, dày cũng gần 2 ly. Mẫu này các bác thái thì cũng rất là thích, đúng không? Và phần mũi dao được vách lên. Đấy, còn các bác nào mà làm quán làm nghề mổ heo này, các bác thái thịt nhiều hoặc lọc nhiều thì các bác hãy dùng cho em cái mẫu dao bầu. Đấy, mẫu dao bầu này thì lưỡi dài khoảng tầm 21 và cũng rộng khoảng 6 cm. Đấy, cán thì bên em cũng được điều chỉnh tối ưu rất là nhiều, các bác dùng bán hàng cả một ngày cũng cầm rất là ok các bác nhé, rất là ok, không bị trơn trượt nhiều. Con này thì em khắc từ lần trước, lúc trước em khắc là em chưa có cái số điện thoại đây. Thì lúc sau em sẽ bổ sung cái số điện thoại này cho các bác. Đấy, lấy nét kém này. Đấy, bên em vẫn khắc là thương hiệu DLN các bác nhé. Đấy, lưỡi thì rất là mỏng các bác. Lưỡi mỏng như này thì các bác về dùng thì tuyệt vời luôn. Đấy, tiếp theo đến cái mẫu dao thái gọt hoa quả.
Đấy, thái gọt hoa quả thì bên em sẽ có hai mẫu này các bạn. Đấy, hai mẫu, và một cái mẫu đầu bằng và một cái mẫu đầu nó hơi nhọn. Đấy, mẫu này thì bọn em gọi là cái mẫu đầu bằng, nó không đầu nó không nhọn quá. À, lưỡi dài khoảng tầm 15 đến 16, rộng khoảng 3,5 thôi. Không to quá các bác nhé, rất là vừa phải để các bác cầm. Đây cái phần này em sẽ đều là bo tròn hết này, các bác cầm này rất là êm tay, không cấn thôi. Bác cầm thái quả hoa quả dùng cái con dao này thì dùng nhiều nhất trong gia đình nhà mình luôn. Đấy, mẫu này thì các bác dùng thái quả hoa quả rất là thích, độ sắc bén cao, lâu bền. Đấy, nó không như những cái dòng dao khác thị trường. Đấy, con này bên em đang hôm nay bên em cũng sale cho các bác là giá chỉ còn có 130k nhé, 130k cái mẫu dao chuyên thái quả hoa quả này thôi. Đấy, mẫu nhọn, mẫu này nó sẽ nhọn hơn một chút. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, hơi nhọn, đầu nó hơi vách lên. Mẫu này thì bác dùng thái quạt hoa quả, mẫu này thì tuyệt vời luôn. Đấy là hai cái mẫu dao hoa quả. Còn các bác nào mà dùng lọc thịt trâu bò ngựa này, các bác giặt lọc thịt trâu bò ngựa hoặc là lọc dê, lọc thịt chó thì các bác hãy tham khảo cái mẫu dao lọc của bên em được. Con này bên em làm lưỡi dài khoảng tầm 15 cm thôi. Tận cổ ra nó khoảng tầm dài khoảng 15 các bác. Đấy, nó dài khoảng 15 cm. Và cái bản rộng là nó rộng khoảng 4,5. Đấy. Và cái phần lưỡi thì nó sẽ gọi là hơi bầu một chút, chứ nó không bầu quá các bác nhé. Nó không bầu quá, vì bầu quá là rất là khó lọc. Chuyên lọc thì bên em thiết kế độ lọc, độ bầu vừa phải đấy, các bác thái lọc. Cán thì bên em cũng làm cái cán 6 cạnh như này để giảm độ trơn trượt. Các bác cầm rất là êm tay, rất là thích. Mẫu này thì bên em bán rất là nhiều cho các bác làm trâu bò ngựa, dê lọc rất là nhiều. Đấy, và tiếp đến là bên em sẽ giới thiệu cho các bác lên những cái dòng VIP hơn. Đấy, những cái mẫu này thì bên em sử dụng cái cán bát giác khâu bằng đồng và gỗ cẩm sừng các bác nhé, gỗ cẩm sừng. Hay bên như con chặt gà vịt ngan này, cái kích thước thì bọn em vẫn làm cơ bản là lưỡi dài vẫn khoảng tầm 22, rộng khoảng hơn 9 cm và độ nặng là khoảng tầm 650g. Con cán này các bác nhìn cái cán này nó chất lượng hơn không ạ? Con cán này chất lượng hơn. Gỗ cẩm sừng khâu bằng đồng thật các bác, khâu đồng luôn. Và bên em tra keo liên kết là keo hai thành phần đấy, nó cứng như đá, chết cứng đây luôn. Con này thì các bác mẫu này thì nó sẽ đắt tiền hơn cái mẫu cán ốp, bởi vì cái thứ nhất là cái chất liệu gỗ sẽ đắt tiền hơn là cái thứ nhất. Thứ hai là cái khâu bằng thêm cái khâu bằng đồng này là nó cũng đắt tiền hơn so với những cái mẫu cán ốp này. Đó, các bác. Đó là mẫu chặt bản to thì bên em cũng có này. Mẫu chặt bản nhỏ thì bên em lại sử dụng cái cán bát giác. Đấy, cán bát giác 8 cạnh. Con này thì phần lưỡi bên em vẫn làm dài 23 cm, 24, rộng khoảng gần 8 cm và tổng trọng lượng nó cũng khoảng tầm 550g, nó quay khoảng đấy các bác nhé. Bởi vì em con dao bọn em rèn thủ công, nó không phải là dạng công nghiệp nên cái độ chính xác nó có độ sơi lệch một chút. Các bác đã chặt gà vịt ngan mẫu này thì các bác thích những cái dòng VIP này. Những cái dòng VIP này thì nó sẽ đắt hơn cái dòng cán ốp là 50k là ở cái cán các bác nhé. Đắt hơn 50k, ví dụ như con dao chặt kia là 280k, 330 thì bên em sẽ đang giảm giá cho các bác là còn 280, đúng không ạ? Đấy thì mẫu này sẽ đắt hơn là 30k các bác nhé. Mẫu này sẽ đắt hơn là 30k, xin lỗi các bác, đắt hơn là 50k ở cái cán này và cán kia đắt chênh nhau 50.000. 280 thì hôm nay là 330. Đấy, một cái giá bên em sale cho các bác cực kỳ hợp lý đấy. Mẫu này bình thường bọn em bán là 380. Đấy. Nó chênh nhau, tức là bên em sẽ đang giảm giá cho các bác là những mẫu dao chặt đang giảm là 50k đấy. Giảm giá cho bác là khoảng 50k cái mẫu dao chặt này. Đấy, mẫu dao thái thì đây, mẫu dao thái con lỗ đầu này. Nếu các bác thích hàng VIP xịn hơn thì các bác hãy chọn cái cán bát giác mẫu VIP này của bên em. Đấy, chất liệu lưới dao thì bọn em sẽ luôn luôn là sẽ đưa lên hàng đầu. Chất lượng đưa lên hàng đầu. Và thứ hai là cái hình thức. Đây, bên em vẫn có mẫu Nakiri các bác nhé. Nakiri và Santoku. Santoku thì bên em sẽ có thêm một cái mẫu Santoku nhỏ này. Đấy, mẫu này lưỡi dài 20 này. Đấy, nhưng mà con này thì lưỡi nó dài 18 đâu. Đấy, rộng 5. Đấy, mẫu này thì nó dài 16, rộng gần 5. Đấy, nó khác nhau một chút. Thì
tùy theo cái nhu cầu của các bác chọn mẫu này. Đấy, và một cái mẫu cũng rất là xịn sò đây, bên em cũng vừa mới xong cái mẫu này, cũng tiện thể giới thiệu cho các bác luôn. Đấy, mẫu này thì bên em gọi là mẫu dao đề 3. Mẫu này thì cái phần sống dao nó nặng, nó dày khoảng tầm 1 cm các bạn. Đấy, mình chỗ cổ dày nhất đến khoảng 1 cm. Đấy, và mỏng đều ra mũi. Và đây bên em mài vát cân hình chữ V các bác xuống này. Đấy, cái mẫu này thì các bác chặt gà vịt ngan, tổng trọng lượng con này nó cũng khoảng trên 600g các bạn. Đấy, bởi vì nó rất là dày, nó nhỏ nhưng mà nó dày. Đấy, lưỡi dài hơn 20, rộng khoảng hơn 6 cm. Đấy, các bác dùng chặt gà vịt ngan mẫu này rất là sướng. Đấy, mẫu này cũng khoảng nặng khoảng 650g các bạn. Đấy, mẫu này các bác chặt gà vịt ngan cho em thì tuyệt vời quá nhá. Đấy, mẫu đề 3 chặt. Đấy, độ dày của sống dao khoảng gần 1 cm. Và bên em sẽ lên tiếp cái mẫu dao thái gọt hoa quả. Đây là ba cái mẫu VIP nhất của bên em trong cái buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay. Đó là bên em sử dụng cái dòng thép chất lượng cao. Đấy, dòng thép này nó là cái thép không gỉ 440C các bạn. Đấy, cái cán của bên em vẫn là sừng cán bát giác của Cẩm Sừng các bác nhé. Đấy, và cái thân dao là bên em khắc chữ 440C, đó là cái mác thép. Cái thép này thì các bác biết là nó rất là cứng rồi. Các bác cứ lên mạng bác tham khảo. Nếu như bác mua một con dao của nước ngoài sử dụng bằng cái thép 440C này thì cái giá nó khoảng tầm 1 triệu các bác nhé, trên dưới 1 triệu một con dao được sự làm bằng cái thép không gỉ 440C. Cái thép này rất là cứng, các bác mài nó rất là lâu, nó không có mềm như những cái dòng kia. Dòng này thì thích hợp với các bác dùng quán ăn nhà hàng hoặc là các gia đình, các bác mà muốn dòng dao nó xịn, chất lượng hơn hẳn thì các bác sẽ dùng cái con này cho em nhé các bác nhé. Đấy, và bên em sẽ có thêm một cái mẫu là Santoku nữa, mẫu kia là Nikkei Santoku. Đấy, hai cái mẫu thép loại xịn và một cái mẫu dao thái gọt hoa quả. Bên em cũng dùng cái mẫu này các bác, thái gọt hoa quả cũng bằng cái thép không gỉ 440C. Vì bọn em chỉ có dòng thép VIP bọn em mới khắc cái mác thép ở đây. Còn cái dòng thép trắng thông thường thì bên em không gắc cái mác thép để mình phân biệt đấy, phân biệt hai loại với nhau. Đấy. Rồi hôm nay bên em cũng giới thiệu và sale lê cho các bác những sản phẩm cực kỳ chất lượng cao nhân cái dịp mà bên em được nhận giải thưởng tiêu biểu cấp quốc gia. Rất là mong nhận được nhiều đơn đặt hàng của các bác, cũng như là nhận được nhiều cái đóng góp ý hơn, đóng góp những câu hỏi góp ý hơn của các bác dành cho chúng em. Bên em cũng sẽ xin đây còn hai cái mẫu dài quyền cho các bác là cái mẫu dao sashimi. Mẫu sashimi này bên em làm dài lưỡi dài 35 các bác nhé. Đấy, con đầu bằng là dài 35 cm, rộng khoảng 3,5 cm, sống dày 2,5 ly. Đấy, và cái con đầu nhọn này thì lưỡi dài 30 cm, rộng cũng 3,5 3,6, cũng dày là khoảng 2,5 ly. Ở đây là hai cái mẫu sashimi này mà các bác cắt bánh mì, cắt cá hồi thì các bác sử dụng hai mẫu này cho em nhé. Đấy, mọi chi tiết các bác cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của bên em là 0972 304 183, bên em có Zalo. Đấy, rất là vui được hợp tác với tất cả các bác. Đấy, các bác có nhu cầu những sản phẩm dao tốt thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em. Bên em còn rất là nhiều những cái dòng dao zip xe, những dòng thép vòng bi, bọn em sẽ giới thiệu cho các bác vào một cái video sau. Đấy, xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc các bác xem video vui vẻ và có nhu cầu thì hãy ủng hộ cái sản phẩm của bên em. Đấy, xin kính chào tất cả các bác nhé.